Thưa quý vị và các bạn, đêm hôm qua vòng đấu 1/8 cúp bóng đá UEFA đã được tổ chức. Đây là một ngày thi đấu không thành công với những câu lạc bộ nổi tiếng. Các đội bóng Tây Ban Nha bước vào loạt trận này với một tâm lý nặng nề sau vụ đánh bom kinh hoàng tại thành phố Madrid. Tuy nhiên với đội hình có đẳng cấp, câu lạc bộ Barcelona vẫn là đội nhập cuộc nhanh hơn. Ngay đầu trận đấu, Ronaldinho đã tung cú sút nguy hiểm về khung thành đội chủ nhà Celtic Scotland. Trận đấu được khôi phục trở lại thế cân bằng khi các cầu thủ áo trắng xanh tự tin hơn với những pha phối hợp như thế này. Tuy nhiên tiền đạo Alan Johnson cũng chưa mở được tỷ số trận đấu. Tình thế 9 chọi 10 đã xảy ra với đội khách trong hiệp 2. Mota và Saviola của Barcelona bị truất quyền thi đấu, còn thủ môn Celtic cũng nhận thẻ đỏ. Chơi thiếu hai người, hàng phòng ngự Barcelona không còn sức theo được cặp tấn công của đối phương và bàn thắng được ghi từ cú đánh đầu kiến thiết của trung phong Henrik Larsson cho Alan Thompson làm nhiệm vụ đưa bóng vào lưới. Thua trận 0-1 trên đất Scotland, câu lạc bộ xứ Catalan sẽ phải cố gắng hơn trong trận lượt về. Lúc đó, Barcelona cũng có thể đón sự trở lại của Kluivert và Eger David, những cầu thủ vắng mặt trong trận lượt đi này. Kết quả của các trận đấu lượt đi vòng 1/8 cúp UEFA. Hai đại diện khác của Tây Ban Nha là Valencia và Mallorca cũng nhận những thất bại trên sân khách. Mallorca thua đậm Newcastle 1-4. Những câu lạc bộ đại diện cho bóng đá Italia cũng làm buồn lòng cổ động viên khi AS Roma bại trận 0-2 trước Villarreal và Inter Milan hòa may mắn trước Benfica. Ở các trận đấu khác, Bordeaux của Pháp thắng Brugge Bỉ 3-1, Auxerre hòa PSV Eindhoven Hà Lan với tỷ số 1-1. Vào 7 giờ tối ngày hôm nay giờ Việt Nam, lá thăm may rủi đã đưa hai đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh là Arsenal và Chelsea phải gặp nhau trong vòng tứ kết cúp C1 châu Âu. Hai ứng cử viên vô địch năm nay Real Madrid và AC Milan sẽ gặp AS Roma Pháp và Deportivo Tây Ban Nha. Cặp đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa FC Porto Bồ Đào Nha và Olympique Lyon của Pháp. Loạt đấu lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 23 và 24 tháng 3. Lượt về sẽ diễn ra 2 tuần sau đó.